Em xin chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em đến với kênh Em Sắt Tới Thắng anh em. Bữa nay là chiều ngày bữa nay là ngày 6 tây tháng 10. Em lên tiếp một ít máy đã qua sử dụng có, máy bãi có và máy thiếu đồ có. Giờ đầu tiên là em lên hai cái đầu máy nè. Bự to vật vã luôn. Rồi anh em với cô chú mình tham khảo nha. Cái con này là con Văn Ma. Mà này em cũng xin nói trước luôn cô chú, máy này là máy thu khách, là máy đem lại là trên đầu máy xới á, người ta đem lại người ta sửa nhưng mà người ta không có đợi lâu được, người ta bán cho mình, người ta mua máy khác. Thì máy đó qua sử dụng rồi á, này em bán rẻ lại cho cô chú mình luôn chứ em không có, vì không có thợ làm. À, cô chú nhé, cái khóa xăng thì gắn theo kiểu made in Việt Nam mình nè, đó, gắn nói chung là có gắn là được rồi đó. Bu ly theo máy thì còn máy thì nó hì hòm lắm cô chú, nó rất là hòm tướng luôn. Mình xăng zin thì nói chung em thấy nó còn đầy đủ hết trơn luôn, nhưng mà này người ta không có, ta không có đợi sửa nè, thì em cũng không biết là nó bị hư cái gì thì em hết nhớ rồi. Ốc thì nó lai nè, ốc thì nó lai lum. Cô chú nào có tay nghề cô chú có mua này ha, hoặc là cô chú nào có cái máy giống gì mà nó bị hư IC hoặc hư bình xăng con mà mình mua ngoài thị trường nó khó kiếm á, hoặc là thùng xăng bự nè, cô chú thấy mấy gì như mấy cái nắp này với cô chú khó kiếm chặn thân luôn á. Rồi lượt xăng nó còn gì luôn nè, đó cái thùng bự em coi bình xăng này nó ngộ cô chú ơi, tới khi mà mình không cần thì nó không có giá trị, nhưng mà tới khi cô chú cần á, ôi cái bình xăng nó còn đẹp cô chú ơi. Cô chú mua cái bình xăng này ví dụ như đem lại tiệm người ta mà cái thùng xăng mình lủng, cô chú đi mua trần thằng không có, nhưng mà tới khi mà bán nguyên cái gì không có nhiều tiền, nhưng mà tới khi mà người ta có thì người ta bán có khi là 200-300 ngàn, có khi cô chú phải mua là vì mình đang cần á. Cái này nó cũng vô dạng đó đó, nếu anh em cũng như cô chú nào mà có tiệm sửa chữa ha, mà cái dùng mình mà xài máy lốc đứng nhiều thì như máy chụp giật nè, thùng xăng này cô chú đi rồi nhờ con test thử cho cô chú mình đây. Ừ, con muốn mồi kiểu gì con mồi, bị cái máy này em, mấy em thu khách em hoàn toàn không có sửa được, mà dưới thợ em mà cô chú cũng biết rồi đó. Đó dập bogey nhịn nó cũng chưa quen, chưa biết gắn dập bogey như cô chú đó, có thợ gom hổm gài đi theo cô hàng xóm mới về cô chú, giờ còn da với xương không thì vậy, giờ còn da với xương không. Để máy dùm cái này. Để máy dùm cái này. Để máy dùm cái này. Không gắn chụp bogey vô giật. Đó, thợ em cho vậy luôn, không gắn chụp bogey vô suối người ta giật vậy. Chưa gắn ốc bốt bô gì xong mà nó liệu xịu vậy ní. Rồi đổ hơi nặng rồi cô chú ơi, đổ hơi nặng. Chạy không nổi đâu, cái này đổ hơi nặng lắm, cái này đổ hơi nặng rồi cô chú ơi, cái này về cô chú phải có can thiệp gì ở trong hoặc là sấy xúc bắp lại mới được, đổ hơi nghe dịch cái tiếng xẹp. Cái này em bán cho cô chú là 480 ngàn, bị cái tiền ship này nặng cô chú, cỡ khoảng trên 150 rồi, 480, có mấy bự chà bá nè. Này cô chú về lấy cái chập giật cái thùng xăng này em biết cô chú đủ rồi, một cái xe là dư vốn mà mua về làm sát cần ký cũng không sợ lỗ, rồi cho nó qua bên đi con. Trời ơi cái máy nó to vật vả luôn, ôi chắc hai mấy ký không nghe, 480 chắc nghe em lỗ một rút luôn. Cái này cho em xin thêm 20 nữa cô chú ơi, tính cô chú 500. Cái này chắc bây giờ quánh sửa lại số 500 đi. Cái bu ly đó cô chú cũng nhìn là cái bu ly có tiền đó, gom đổi đây số 500 đi gom, xin cô chú thêm 50 nữa cũng mình cũng được cái được phân nửa cái thùng mốp nè, cái viết đây nè. Rồi còn ghi số khác, cái này cho em xin thêm 20 nữa nha cô chú, em sợ cô chú để em mua cái thùng mốp anh đóng cho cô chú. Rồi tiếp tục nữa là cái Gobin A23, cái này em xả hàng láng ở trên cô chú ơi, cho nó chống chảy mình làm công chuyện khác. Cái máy này là máy trong mấy cái đầu máy phát điện nó gì nè, cái đuôi nó đuôi chuột nằm vô,
chứ không thôi là cái trong cái nén xịt thuốc. Cái máy này thì em để quá lâu, còn máy thì nó nguyên thủy rồi cô chú, em để quá lâu rồi giờ nó mất hơi luôn rồi. Bình xăng con rồi IC đồ nó đầy đủ hết, nhưng mà cái đuôi nó là đuôi chuột đó. Rồi nhờ con test hàng cho cô chú mình đây. Máy này nãy em nghe mất hơi, cái này cô chú muốn chạy rồi cô chú đổ nhớt vô bugi nó, cô chú ngâm qua đêm rồi cô chú ấy E23 có chạy nhớt ở đây không con? Tôi ghi nó còn nguyên bản rồi. Tôi ghi nè cô chú. Vì em lấy về em để nó quá lâu, em để nó quá trời lâu em không có sử dụng. Rồi giờ nó mắc hơi luôn rồi. Trời dân có rượu mà dễ dầu gì không ngoài được chứ anh nhịn à. Ngàn ly không sai nhưng mà cầm ly xỉn chứ không có sai cô chú ơi. Ngàn ly không sai nhưng mà cầm ly xỉn. Rồi. Rồi mắc nặng luôn rồi cô chú ơi. Mắc nặng luôn rồi. Mắc hơi, mắc tiêu hơi luôn rồi. Cái này chắc nó cắn hoặc nó lọt cái gì vô giống dữ lắm luôn rồi. Mắc hơi chân luôn rồi. Dẫn bắp. Hả? Dẫn bắp. Siêu bắp nó bị đội gì rồi. Cái này em bán cô chú là 500 em bao ship cô chú. 500. Mắc hơi luôn. Mắc hơi luôn rồi. Robin E23. Rồi chơi ra ngoài đi con trai. Còn máy này máy ế của em nè. Cái máy này máy đã bung rồi anh cô chú. Bên em có bung nắp hay lắp. Em nhớ cái không phải bung nắp hay lắp, bung chụp đích. Bị này thừa làm em nhớ. Là đợt đó nó bị kêu mà tụi em không xác định cái gì. Có mở nắp hay lắp ra. Có lộn mở cái chụp đích, em cứ nói nắp hay lắp hoài luôn rồi trời. Để em quay ốc nắp hay lắp cho cô chú mình coi nè. Có mở tới máy này nè. Cái máy này thì chạy rất là ngon nhưng mà chạy ra nhỏ nó bị kêu cô chú. Này em bán rẻ cô chú mình luôn. Cái này cái ga 180, cái máy này nó giá trị dữ lắm luôn nè. Mà nó bị kêu cái hầm dên cái mở ra cái nó mất giá trị luôn nè. Ga 180 nè cô chú. 62. Rồi nhờ con test hàng cho cô chú mình thôi. Chạy luôn không chạy? Chạy cái máy này chạy. Còn xăng xét. Con tắt hướng nào con trai? Lên da dần cái lý. Em né qua bên nó giật cái mặt em còn đẹp trai luôn á. Ra nhỏ là nấy, ra nhỏ nó kêu. À, con lên da tí lớn là cô chú sẽ nghe nó hết chiều. Bấm mèo mới chạy. Dây giật của Việt Nam coi chú. Đó, ra nhỏ vậy đó. Cái này cô chú nào có tay nghề thì cô chú xử đi giùm em nha. Chạy ra lớn không bao giờ kêu. Rồi con giật lên test một cái nữa cho cô chú mình này. Lên da đóng me đúng không? Rồi. Đó, tôm nhỏ kêu gì đó cô chú. Cái này bữa nay em bán cô chú 1.6 triệu bao ship cô chú.
khẳng định với cô chú là chưa bao giờ thay bạc lần nào mà chạy kêu cốc 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 vậy đó. Rồi hồi đó mở ra nên là bên em đã bung rồi, nói chung là máy đã bung rồi cô chú. Chu 6 máy số 13. Rồi tiếp tục là một em siêu mini. Shinbuga, Shinbuga, Shinbuga gì? GEF 10. Cái này cô chú kéo cái nén xịt thuốc ba cháy bù chét luôn. Cái nén nhỏ nó xịu màu xanh. Hồi trước em cũng có một cái máy này em giật mình. Tại này mà nó kéo cái có dòng hồ nữa bao nổi cô chú. Đây xài cái bu ly nhỏ nha. Chạy cái tấn 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 chạy nổi ngộ chạy. Máy nhông rồi nè. Cái máy này là trước là gác trên dàn xới cô chú nên nó là bo e dầu nè. Này cốt xéo tôi chậm. Về cô chú cho tôi mang cũng được. Chạy xuồng mà nếu mà không cần tốc độ cũng ok luôn. Rồi nhờ con xếp hàng cho cô chú ơi. Này đóng rồi đúng không? Đúng rồi. Này trên đầu mới sướng. Yeah. Ủa, có đâu mệt mù vậy bạn? Này bình xăng nó gì nè cô chú? Cái này em bán gì cho cô chú mình, cô chú có tay nghề hoặc là cô chú phải mua về đem tiệm sửa xe xúc bình xăng lại ha, bị bên em không có, bên em không có thợ, bị bây giờ khách làm ngoài đông thì có, thì có thằng gum dân thừa làm mà làm không kịp cô chú thì không có làm ở nhà được. Cái này em tính cô chú là 500.000. Số mấy con? Dạ 14. 14. Vợ mới sanh cái nó đòi đi uống bia ôm cô chú ơi. Nó hay là nó cắt sữa con luôn á. Chú bảo đảm luôn là hai cái ấy nó không còn để cho con với con nữa mà nó cắt sữa luôn á. Cắt hai cho con rồi luôn á. Dạ. Rồi tiếp tục là một em máy Mitsu 182 mà nó mới vậy nè cô chú. Mà cái này ống xăng thì bên em đã gắn rồi cô chú ơi. Ông xăng gắn rồi mà bị mất hơi. Nãy em nghe anh chuyển nó bị mất hơi không chị? Dạ. Mất hơi. Rồi giờ em bán rẻ cô chú mình luôn. Ngộ vậy không hơi ám gì. Mở nắp cò này ra luôn không. Cốt xéo tôi chậm mà nó mới vậy nè cô chú. Có súng. Súng đó. Nó rất là mới luôn. Về bị này mình lấy trong những cái trong cái máy cách âm á cô chú. Mấy cái nén cách âm á. Bình xăng IC gin rồi nó còn đầy đủ trong máy hết. Nắp này nó đi bằng keo vậy nó, loại này nó ở Sài Gòn mà nó mắc hơi luôn như vậy. Còn mở bộ gin đổ nhấp vô để còn hơi hám nhiều nó khích thằng mơ không. Còn mở bùi máy nó cực kỳ đẹp luôn nè, cốt xéo tôi chậm cô chú. Máy nó còn hết sức mới luôn, miếng này nó còn. Cái này về cô chú lên cái nó loại thùng xăng bằng mũ á, thùng xăng bằng mũ cô chú. Con vô nghe điện thoại vậy. Mới nè cô chú. Cốt xéo, cái này là cốt 20 nè. Cốt nó mới mà bị bỏ lâu cũng xếp nè. Ui, mắc hơi mạnh. Đó, cái đường nó chạy nó văng vô mặt mày con. Có tù gá không? Ừ. Muốn chạy rồi, cái đứa này muốn chạy. Con đứng lên đi. Dạ yếu hơi cái này cô chú sấy chắc phải sấy giúp bắp rồi. Sao mà mắc hơi dữ vậy trời. Cái này cô chú sấy giúp bắp rồi, 99% nó chạy luôn. Cái máy nó đẹp nó mới vậy nè cô chú, mà gắn ống xăng vô
gắn cho đã đời vô cái vịt nó mất hơi rồi bên em không có làm. Ngày xưa gì nó không mới nó đẹp gì nữa. Đẹp gì luôn. Mà nó mất hơi. Cái này mà nó chạy bình thường là nó cỡ khoảng tầm 350 á. Cái này em tính cô chú 2.4 mới long lanh trời biển luôn. Mà nó gì nữa cô chú, có sao em bán gì cô chú, nó không có gì thêm nữa chứ. Số mấy vậy chứ? Em muốn có hơi lợi nè. Con giặt vài cái nữa coi. Rồi, thôi cho nó ra ngoài đi coi. 15 cô chú. Cho con tới giờ đi. 24. Cho con tới giờ đi. Từ 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 từ. Quá trời mới cho con máy này. Đó, máy thiếu độ nè. Cái này là cái máy Shinbaru Tokyo da băng luôn, máy 7. Mà về nó em biết nó có bình xăng không, bây giờ nó nhiều máy quá em không nhớ. Còn chuyển chứ nhịn nó chuyền giống như chai rượu mà thứ tụi em thường hay uống á. Chai này nhịn có khi ban đêm nó chuyền nước biển gì nè cô chú. Quay qua cái nút cơm à. Quay qua nút một cái. Cái này cốt thẳng tôi nhanh cô chú ơi. Cái này là ES-10 F-130 nó tầm có khoảng 4 ngựa coi chú. Cốt thẳng tôi nhanh. Mà nó không có bình xăng. Nó có bình xăng lớn. Còn máy thì em bao zin coi chú mình nha. Cái máy này là bên em không có đụng địa cái gì hết chứ. Ngày hôm trước nó gắn trên cái gì mình không biết, nhưng mà cái cốt nó có con khớp vậy. Có chế cái bình xăng lên. Còn mấy cô chú quốc có cái can chừng 20 lít, tôi giống như cái can uống rượu mình đi. Con chạy tới tiếc quá. Chạy không hẹn ngày tắt luôn. Không bao giờ cháy luôn. Đây sợ em xong đồ hay gì em biết mấy nhảy lắm. Nó tắt chỗ nào? Vậy con test lại cho cô chú mình đây. Cái này là đang mở hay đang tắt vậy? Có xăng nè, đang mở hay đang ý à, không biết mở nào chứ gì. Ừ, này mở nè, nè nè. Cái này mở nè, lên phá nè. Ủa trời, bữa nay thông minh. Thông minh mới hay luôn á. Nào mới phát hiện chuyển thông minh. Ôi lại ông nổi. Quá trời ngon cô chú ơi, cái này cô chú gắn cái bình xăng lên cô chú chạy biết nào đi. Rồi tắt đi con chạy. Cái này cô chú gắn cái bình, cô chú chế cái bình xăng lên, cô chú kéo nén xịt thuốc nữa cô chú chạy xong á. Những cái máy nguyên bản gì là cô chú xài nó giữ lắm bền luôn. Bền như lắm bền. Tao trắng tinh luôn. Cái này em tính cô chú là 1.7 em bao ship cô chú ơi, 1.7. Về cô chú chế cái bình xăng lên. Cái bình xăng lên cái là cô chú chạy cứng khự luôn. Cái máy này quá chạy ngon. Nó tầm 4 ngựa mình đó cô chú ơi. Nguyên sĩ, nguyên thủy luôn. Bình xăng ghim theo máy luôn. 1.7, 16. Giờ em kiếm cái bình xăng. Cái bình xăng này có hai chân cầm xuống 16. Rồi tiếp tục em thiếu đồ nữa nè. Mời em ấy qua. Cho qua, đưa qua cho mấy. Rồi tiếp tục một em trong cái khung cách âm á cô chú. Cái này là Mitsu 182 bê tông 68 ly nè.
Cái này là còn cái nắp chụp ngoài cô chú. Đây. Còn cái nắp chụp mới gì nè. Nó mới gì? Chắc là mới, nói chung là nó còn đầy đủ đồ á. Mình không có bình xăng cô chú ơi, loại này vậy nó không có bình xăng. Còn đây có bàn ga bên em có chế rồi. Ga này chắc là đó gum chế qua gum. Nhìn bàn ga xấu quắc giống thịt con à. Ga tập xịn lắm đó. Rồi chuyển ra ra dẫn anh ra làm sao cái con. Rất là mới, cốt xéo tôi chậm cô chú. Cốt xéo tôi chậm. Chắc em quen cái mấy này. Nhưng cái nữa em xin kết thúc video tại đây cô chú ơi. Bị chiều nay ông và vợ rủ đi về lâu lâu làm cái hợp mặt anh em. Rồi nhờ con test hàng cho cô chú mình đây. Rồi sẵn dịp về em mượn mớ tiền luôn. Bơi lúc này con khổ quá. Lúc này con khổ quá trời. Mà cho con mượn khúc đi. Không mấy con giả ngay qua lời. Cái máy chạy em về cô chú vô khói chút bình xăng lại cô chú. Về vô khói chút bình xăng lại. Anh thấy rồi. Về cô chú vô khói chút bình xăng lại cô chú. Rồi thôi em cũng chuẩn bị em rút quân luôn. Em hẹn cô chú ở những video sau ha. Rồi giờ trước tiên em báo giá cô chú mình. Cái máy này em tính cô chú là 2,7 triệu em bao ship cô chú. 2,7 triệu em bao ship. Rồi số 17. Cái máy này cũng là cái video cuối cùng trong ngày cô chú. Em chuẩn bị em đi về bển rồi đó. Em tính cái hành trình của em nãy giờ cô chú nghe rồi ha. Trước tiên lăn trước. Sao mượn tiền cho nó mời con gái bơi lại luôn. Chơi lớn luôn này. Chuyện này em phải tống tiền mới được. Ngầm ơi, cô chú mà không thấy em lên sóng là biết rồi đó. Ông và vợ với mấy anh vợ quýnh chồng. Rồi chào tạm biệt cô chú.